Yo, hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Xem Shop. Shop mình á, đang muốn test cái dung dịch mày vết bẩn Z1. Thì thật ra là những cái xe mình đi upgrade giờ nó tệ là tại nước đỏ bám đầy xe luôn á. Nó vẫn chưa có đủ đô với mình. Và mình nói ok, thôi để đăng lên shop, đăng lên cái fanpage của Xem Shop, nói hỏi coi là có anh em nào có xe nó khủng khiếp không, đem qua mình rửa miễn phí cho, để mình quay video. Là có video ngày hôm nay nè, thì có một bạn chạy chiếc Blazer, thì không biết bạn đó đi đâu mà bây giờ mình nói với bạn chứ mình tin chắc là không có chiếc nào dơ bằng chiếc như này nữa đâu. Các bạn biết nó tại sao nó dơ không? Nó dơ đến mức á mà những cái vết dơ nó bám lâu ngày, nó chồng chất lên nhau mà nó tạo ra một thành cái mảng như thế này nè, từng mảng từng mảng dơ mà nó rớt ra như thế này, nó bám hết vô mâm. Có chỗ lấy ra được là vì nó quá dày, có chỗ thì lấy ra không được, nhưng mà khi các bạn lấy ra nó không có sạch thì tại vì xe nó không rửa, cho nên dơ chồng dơ, nó dơ lên thì nó sẽ bị cái tình trạng là nó đóng một lớp cục gầm nè, cái phần dưới đây nè, bánh nè, mâm trước mâm sau nè, nguyên một cái tổng thể xe. Phải dùng từ kinh khủng khiếp các bạn ơi, dơ có cái dơ nào mà bóc có từng mảng như này không? Thì như vậy đã gọi là dơ chưa, có dơ dữ chưa? Nếu mà dữ rồi thì thôi test dung dịch ha. Thì không hứa hẹn gì nhiều đâu, cái dung dịch Z1 á nó chỉ là mềm vết bẩn ra cho mình dễ xử lý, dễ rửa hơn thôi. Không thể nào mà sạch tuyệt đối được, sạch với lại như mới nó khác nhau hoàn toàn. Nếu như các bạn muốn những cái xe của các bạn nó tệ như thế này nè, rồi nó lên tới cái tầm mà như một chiếc xe mới, thì các bạn phải dùng tới detailing chuyên nghiệp. Người ta có rất là nhiều loại dung dịch, ví dụ như cụ thể ở đây riêng cái dòng Sonat thôi là mình đã có Sonat Extreme nè, Rift Farm, cái Sonat rửa vàng nhựa làm bóng nè, còn cái này là cũng bóng nhưng mà nó lại là một cái bậc cao hơn, nó tẩy tốt hơn. Rồi có những cái gọi là chuyên rửa vàng máy nè, chuyên rửa khoang máy nè. Rồi có những cái xe mà mâm nhôm mà kiểu nhôm giống như nhôm rửa lỗ á, là nó bám khủng khiếp á, thì nó lại có cái chai rửa mâm nữa. Mình có thêm cái chai Asphalt Cleaner là chuyên tẩy corbo inox nè, vệ sinh thắng đĩa nè, tẩy keo nhựa đường của Sonat nè. Nói chung á là có rất là nhiều thể loại cho từng vị trí khác nhau, là có những hãng lớn detailing chuyên nghiệp người ta làm, thì nó không thể nào mà tất cả những cái thứ đó nó gom góp vô một chai duy nhất, là cái chuyện không bao giờ có. Cho nên á là mỗi một dung dịch nó sẽ có một cái chức năng riêng biệt của nó. Có nhiều bạn hay nói với mình á là ở nhà tao rửa xe bằng xà bông rửa chén xong rồi giặt đồ bẩn sạch, thì ok bẩn sạch, nhưng mà các bạn không thể nào mà các bạn lấy một cái loại xà bông giặt đồ ra, nhiệm vụ của nó được sinh ra để giặt đồ, nhiệm vụ của nó được sinh ra để rửa chén, mà các bạn lại đi rửa chiếc xe mà các bạn thấy nó tốt, tại vì cái nhu cầu của bạn tới đó là các bạn dừng rồi, các bạn không muốn cao hơn nữa, thì nó ok, các bạn rửa bằng nước cũng được nữa. Nhưng mà bây giờ thì nó đã có những cái loại dung dịch chuyên dụng để rửa xe. Ví dụ ở đây thì mình có hai loại mà mình tự sản xuất và làm dịch vụ ở đây luôn. Đầu tiên là X1, thì mấy cái này là mấy cái chai bể á, bị bơm hàng xong về mình chiết vô mấy cái bình canh 2 lít to nè, để mình chiết ra mình rửa xe cho khách. Và một cái can 10 lít Z1. Can 10 lít thì mình bỏ vô đây rửa cho nó tiết kiệm các bạn. Tiết kiệm bỏ chai, tiết kiệm bỏ hộp, đỡ tốn thời gian đóng gói, nói chung là đỡ rất là nhiều. Dành cho anh em về mà có làm dịch vụ rửa xe ở nhà thì mua một cái bình này về. Mình rửa đây cái bình này trong phải hơn 1 tuần rồi. Ví dụ như bên Flamingo thì mình cũng có thêm cái rửa có chạm nè, nhà chỉ này dành cho ô tô thì mình dùng để rửa vàng áo xe nè. Rồi đợt này thì mình chỉ test cái dung dịch Z1 của mình thôi. Nhiệm vụ của nó là làm mềm vết bẩn ra để anh em rửa cho nó đỡ cực hơn. Thay vì các bạn rửa xà bông giặt đồ, các bạn bỏ xà bông lên xe rồi các bạn phải chà 20 lần thì nó mới ra được. Còn cái này thì các bạn xịt qua xe, các bạn chỉ chà 2-3 lần thôi là nó đã rớt cái vết bẩn nó ra rồi. Thì nhiệm vụ là làm mềm vết bẩn mà. Nhưng mà quan trọng á, nó không phải là một cái nước rửa thần thánh đến mức mà các bạn xịt vào rồi các bạn đợi xong các bạn xịt nước lại là nó sạch, thì nó không thần thánh được vậy nha. Thì đó lý do mà mình test hoài á. Ok, bây giờ test tiếp. Rồi mách nước cho các bạn luôn là ở đây mình có 3 can. Can này á là can dung dịch Z1 với tỷ lệ là 1:30. Bên này là Sonat 627 tỷ lệ là 1:30. Bên này của mình là Z1 với lại dung dịch rửa có chạm để mình rửa dàn chân cho xe cho nó kỹ hơn, sạch sẽ hơn. Như cái này là bình thường mình rửa xe cho khách bằng cái này. Những cái xe mà tệ như cái này thì mình sẽ pha theo công thức để nó sạch sâu hơn, đỡ tốn thời gian hơn. Ở trên một cái chai Z1 của mình là mình đã có sẵn công thức ở đây cho các bạn pha rồi. 1:15, 1:20, 1:25 và 1:50, 1:80 là dành cho những cái vị trí khác nhau, thì các bạn mua về các bạn đọc là các bạn có thể làm theo. Nhưng mà nó cũng tùy hên xui. Dơ thì có 5 loại dơ, 5-7 loại dơ khác nhau. Dơ rất đỏ, dơ như cái này, rồi dơ vì mưa, nghĩa là thể loại dơ rất là nhiều. Rồi các bạn rửa cái nào mà tỷ lệ nào các bạn cảm thấy hợp á thì các bạn rửa. Còn mình ở đây với cái xe này á, mình sẽ vẫn giữ đúng cái tỷ lệ mà mình hướng dẫn các bạn ở đây. Ở đây thì mình có cái tỷ lệ là 1:20 dùng cho các vết bẩn dơ vừa phải. Cái này đối với mình nó chỉ là dơ vừa phải thôi. 1:15 mạnh dùng cho dàn chân và các chi tiết sắt thép. Là với dàn nhựa này mình dùng 1:20, dàn chân thì mình dùng 1:15 tại vì nó quá tệ rồi. Bây giờ mình sẽ dùng 1:20, 1:15 để
mình rửa xe này. Sẵn mách nước với các bạn là cái dung dịch này nó không chịu nhiệt được. Có nghĩa là xe đang nóng các bạn không được phép xịt vào trong nó, cho nên các bạn phải làm nguội nó luôn. Thì thay vì cái xe mà để 1-2 ngày rồi các bạn lâu ra các bạn rửa, thì các bạn xịt thẳng dung dịch vô rồi các bạn dội nước lại. Còn cái này là nó đang nóng, cái máy đang rất là nóng, nó ảnh hưởng lớp sơn này nọ, thì mình sẽ làm cho nó nguội bằng cách xịt nước trước. Bình thường thì mình test dung dịch là mình không có xịt nước trước các bạn, tại vì mình test xe của mình á, xe mình đậu ở nhà 2-3 ngày nó nguội hết rồi thì mình mới test dung dịch được. Còn cái xe này nó đang nóng, khách chạy từ bên nhà qua nó đang rất là nóng, thì giờ làm nguội sẵn thì xịt sơn mấy cái bụi đất cát đồ cho nó văng mấy cái mảng này ra trước, rồi mình sẽ xịt dung dịch lại. Kinh các bạn, cái này nó xịt xịt chứ nó không ra các bạn ơi. Coi nè, mình thật sự không biết cái này nó gọi là bít bẩn hay là bít gì luôn á, ăn vô trong nhựa luôn à. Lấy tay kỳ cũng không ra luôn. Nhiều lắm, nhiều chỗ trên cái dàn nhựa này nó bị lắm. Vậy thì hả, B40 còn không ra được chứ đừng nói Z1. Ok, thì thường nó tỷ lệ 1:30 thì mình sẽ trả lại đây. Mình trả lại đây, tại vì anh em mình rửa 1:25. Xe này mà rửa 1:30 thì không có vé rồi. Tỷ lệ 1:15 trước cho dàn chân. Mình thích những cái loại mà rửa xe làm mềm vết bẩn á, ở chỗ á là có những cái ngóc ngách anh em mình không có đút khăn hoặc là cọ hoặc là những cái đồ vô mà vệ sinh được. Trừ khi các bạn tháo dàn áo ra các bạn rửa thì cái dung dịch làm mềm vết bẩn á nó hay ở chỗ là cộng với cái bồi mà có hơi nè, các bạn xịt ra các bạn xịt được sâu trong ngóc ngách này rất là nhiều như này. Thì tại vì mình không có đưa dụng cụ vô đây được thì mình xịt vô, mình để cho nó mềm xong rồi mình xịt nước qua, nó sẽ sạch hơn là thay vì các bạn không rửa. Thì cái này các bạn không có dụng cụ thôi, nhưng mà bù lại nó sẽ làm mềm vết bẩn ra, các bạn dùng vào hộp suốt các bạn xịt nước lại thì nó sẽ sạch hơn so với việc các bạn không rửa nha. Thì nguyên cái xe này là mình test không chạm luôn mà không có dùng dụng cụ luôn. Theo đó là tỷ lệ 1:25 dành cho dàn áo, 1:25, 1,5 lít nước, 60 lít dung dịch cho 1,5 lít nước thì nó sẽ ra tỷ lệ 1:25 ha. Nói chung á là test thực tế mà các bạn, test để các bạn biết được cái đây là mình đang gọi là quảng cáo sản phẩm á, mà với cái mặt mũi mình như này thì mình không có test láo đâu, các bạn cứ yên tâm ha. Tại vì ngoài mình test cho các bạn ra thì ở đây còn biết bao nhiêu người shop nói mà không phải thì nó ỉa vô mặt mình đó các bạn. Nên là các bạn cứ, nếu mà các bạn có suy nghĩ là hả, mình nói một đằng xong cái hồi mình tắt cam xong mình ngồi mình chà thấy mẹ luôn, rồi sau đó mình quay cái bước cuối cho các bạn xem thì không bao giờ có chuyện đó nha. Ok, 1:25 cho dàn nhựa tệ như này. Nhưng mà trước khi xịt dung dịch lên thì mình sẽ cho các bạn xem cái này mình không biết nó phải là dơ không, hay là vì dơ nó dính vô đây quá lâu rồi cộng với trong những cái chất dơ nó có cái tính axit ăn mòn thì nó ăn mòn vô đây luôn các bạn. Cho nên là bây giờ mình kể cho mình lấy cái tay mình chà nè, các bạn thấy không, mặc dù là xịt nước rất là kỹ nhưng mà các bạn coi nè, cái khúc này là mình lấy tay mình chà là nó không ra luôn nè. Chà bản thân mình chạm vô đây luôn mình có, nó còn không ra, nó lấy miếng dung dịch kìa, chà dung dịch lên nó cũng không ra được luôn. Thì những cái này nó không biết nó còn gọi là dơ không, hay là nó dơ bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 10 gì đó không biết, nhưng mà không có ra thì mình nghĩ là dung dịch Z1 cũng sẽ không ra đâu. Nhưng bù lại có những cái chỗ nó còn bám dính như này nè thì nó sẽ ra nha. Có mấy chỗ mà mờ mờ là nó ra, hoặc là mấy cái chỗ mà nó dày như này nè thì nó ra nè, đó như này thì nó ra nè. Hồi quay cho các bạn xem thì các bạn sẽ thấy được là nó không ra được nha. Cái mẫu dung dịch đợt này á, khi mà các bạn xem video này mình đang bán cái mẫu mới, tem không thay đổi nhưng mà công thức pha của mẫu mới nó đã cải thiện rất là nhiều, màu nhạt hơn, nhưng mà cái mùi của xà bông á nó sẽ thơm, tại vì mình có xài thêm tinh dầu nước hoa, nhưng mà do là cái những cái hóa chất ở trong cái dung dịch á nó nặng cho nên là cái mùi nước hoa vào á tốn rất là nhiều tinh dầu nước hoa để nó cho ra được cái mùi này. Nói chung khi các bạn xài á, các bạn ngửi giùm mình cái coi, rồi bạn cho mình thêm cái đánh giá là cái mùi này nó đã có hợp chưa. Tụi mình rất là cố gắng để mang được cái mùi tinh dầu nước hoa vào trong cái dung dịch này. So với cái mẫu cũ thì cái mẫu mới là bọt dày lâu tan, tẩy tốt hơn, mạnh hơn, thay vì các bạn phải pha tỷ lệ 1:30 trên mẫu cũ. Đối với sản phẩm này các bạn pha 1:35, 1:40, nó bằng với cái độ mạnh của cái mẫu cũ rồi. Nghĩa là mọi thứ mình tăng lên chút để anh em rửa xe cảm giác nó phơi hơn. Mình sẽ giảm một chút xíu cái lợi nhuận của mình lại để mang lại cảm giác rửa xe tốt hơn dành cho anh em ha. Đó, thì sao các bạn thấy nó người thật việc thật luôn. Mình quay thì lúc nào cũng vậy đó, thường là mình quay không có kịch bản, có làm sao nó vậy. Mình cũng có nói bậy đó bà, hay là nói không đúng sự thật đó các bạn.
về các bạn test một lần thôi. Mình bán cho rất là nhiều người chứ không phải là bán cho một người làm video để mà lòe thiên hạ. Thực ra một chai có 75.000 à, không cần phải nói xạo để mà kiểu thể hiện một cái điều gì đó để mình bán được cho các bạn một chai 75.000 lời có mấy ngàn đồng một chai. Không có nhu cầu làm chuyện đó ha. Mà tại vì mình mở dịch vụ rửa xe nè, có dung dịch này thì mình cảm giác như là cái công việc rửa xe của mình nó dễ chịu hơn rất là nhiều. Thì bình thường mình sẽ xong như vậy, xong bắt đầu mình ngồi xuống mình dùng dụng cụ. Rồi thì ví dụ xịt hết xe như này thì mình thường là mình sẽ không xịt dàn nhựa. Dàn nhựa mình sẽ xịt bước cuối, bước đầu thì mình sẽ xịt hết dàn chân. Rồi sau đó mình ngồi ở đây, mình dùng cái dung dịch có chạm nè, nghĩa là có dụng cụ vào. Mình xịt tới đâu thì mình sẽ dùng dụng cụ mình chà tới đó, bàn chải cọ nè. Thì khi á mà mình đã xịt cái vết màu qua một lần rồi, bây giờ cái chất dơ á bắt đầu nó kéo đi thì mình chỉ cần dùng cọ mình vệ sinh rất là nhẹ thôi là cái vết bẩn nó ra rồi. Thì đó là cảm giác mà thích mắt khi mà mình làm người rửa xe và có kèm dung dịch làm mềm vết bẩn từ trước, sướng lắm, rửa rất là sướng. Thì đợt này là không có rửa dụng cụ nha, đợt này thì chỉ là rửa không chạm để test dung dịch, để coi coi chất lượng của dung dịch như vậy các bạn có ok chưa, rồi các bạn tự đánh giá cho mình ha. Thì khi mà mình dùng từ sạch cho có những cái dung dịch làm mềm á thì nó chỉ sạch tương đối, trong sạch, nhìn nó thấy sạch thôi chứ không thể nào mà sạch sâu vô trong cái lớp sơn được. Thì nếu mà sâu vô được xong cái lớp sơn á thì mỗi một lần rửa như vậy á nó sẽ làm giảm cái chất lượng bề mặt sơn của bạn lại, có nghĩa là hao mòn vật tư á. Ok xong. Tuyệt vời, đúng là như những gì mà mình mong muốn. Đó là có những cái vết của dàn nhựa mà nó ăn vô sâu bên trong cái phần nhựa là nó không ra. Còn những cái vết mà chỉ là gọi là bám dính mảng lớn ở mâm, ở sườn, ở bô, ở phuột, ở gác chân, đó, mấy chân thắng đồ này nọ là nó kéo ra hết luôn các bạn. Rất là tuyệt vời, ok. Bây giờ sẽ đợi xe khô. Do cái xe này của khách cũng gấp, bây giờ mình sẽ làm khô nhanh. Làm khô nhanh nhưng mà sẽ không có dùng đồ để mà lau lại để nó sạch đâu các bạn yên tâm nha. Nói chung test là test thực tế, không có test dấu gian, không có test xạo, không có test bằng mồm. Đem ra nắng phơi là nhanh nhất. Tính lâu á nhưng mà lâu sợ mấy cái vết dơ nó còn bám lại á, mình lỡ mình lâu cái nó ra luôn rồi hồi quay nó không thực tế. Nên là thôi để phơi nắng tự nhiên nha, phơi nắng mình nổ máy. Mình ngồi đây mình canh xe luôn khoảng 15 phút quay lại cho các bạn xem ha. Thì sau khi xem kết quả là bạn thấy rồi đó, sạch thì mà nó sạch, mà không sạch thì nó là không sạch. Trong sạch thôi, có nghĩa là mấy cái cục nước to là to, thì khi mà các bạn xịt dung dịch lên á rồi nó bám quá lâu thì cái dung dịch của mình á nó chỉ làm mềm được một cái cơ số rất là nhỏ thôi. Rồi mình xịt nước lại thì nó trông ra như thế này, trong sạch thôi, nhìn sạch thôi. Chứ còn nếu mà các bạn soi chi tiết kỹ hơn vào những cái ngóc ngách, ví dụ như là các bạn cần nó sạch giống như là lúc mà cái nó chưa dơ á, nếu người xe mới mua thì nó không có. Mà đương nhiên nếu như các bạn muốn được như vậy nữa thì các bạn sẽ thêm một bước nữa, vẫn là xài dung dịch Z1. Nhưng các bạn có thêm dụng cụ nữa, các bạn có thể dùng cọ, khăn hoặc là một cái bàn chải nào đó để các bạn làm sạch hơn, sâu hơn, thì các bạn tìm dùng thêm dụng cụ thì nó sẽ ra. Nó là dung dịch làm mềm vết bẩn chứ đó không phải là dung dịch không cho phép các bạn chạm vào. Các bạn vẫn có thể dùng dụng cụ các bạn làm cho nó sạch sâu hơn. Thì đây là mình test dung dịch, test về cái hiệu quả của dung dịch, cho nên là mình không thể nào mình test gian dối với cái kiểu là một xe nó như một cái cục đất xong rồi có dung dịch vô cái nó sạch. Thì thật ra làm cũng được các bạn, dễ ờm mà mình sẽ đầu ngồi 2-3 tiếng nhưng nó ngồi chà là nó ra, nhưng mà về các bạn sẽ làm không được như thế, nên là mình test có sao mình nói vậy ha. Kết quả đợt này cũng kiểu chấp nhận được, nó không làm cho mình cảm thấy ồ dung dịch ok, nó không làm cho mình có cảm giác đó, tại vì cái xe này nó quá dơ. Đây có thể được mệnh danh là một trong những chiếc xe dơ nhất mà mình từng quay, có thể mệnh danh như vậy ha. Nhưng mà những cái chi tiết cần sạch, ví dụ như yên hồi nãy rất là dơ, sạch, cản sạch, phần dàn nhựa sạch tương đối, nhất là những cái vị trí mà nó gọi là chất dơ mà nó bám vô dàn áo, nó không phải là vết chày, nó không phải là vết mà nhuộm thẳng vào dàn áo thì nó sẽ ra, nó rất là rõ ràng nguyên cái bờ này nè. Hồi nãy nó rất là kinh, rất là dơ.
thì bây giờ nó đã sạch. Thì mình khi mình vuốt cái tay qua mình không thấy nó dơ là nó sạch. Còn con heo dầu nãy bám đen thui luôn, không thấy được cái màu đỏ đẹp như này. Xịt phát một, xịt dơ nước lại thì nó ra. Có mấy bạn hỏi mình nó xài nó có ảnh hưởng tới cái lớp sơn làm dấu của xe hay không, tẩy luôn hay không, thì đây là bằng chứng nè, nó vẫn còn, nó không có tẩy. Cái vết này á, các bạn chỉ cần dùng tay thôi nha. Các bạn về thử đi, ở nhà các bạn có mấy con ốc đúng không? Xe mới á, các bạn dùng tay, có ít móng rồi, các bạn dùng tay các bạn cào cạo nó, cào cạo là nó ra. Cái vết này nó dễ ra lắm các bạn. Cho nên những cái xe mà nó còn những cái vết này nè, là những cái xe mà xác định là nó chưa có được mở ra. Thì cái vết này nó chỉ là cái vết sơn người ta quạch lên thôi, giống như một bút lông thôi. Thì dung dịch mà chất tẩy quá mạnh á, thì nó sẽ tẩy ra con ốc luôn. Cho nên là đây là một cái loại dung dịch, nó không có hại những cái chi tiết này. Thì thật ra là tăng cái độ mạnh lên, tăng cái độ tẩy lên được, cái chuyện rất bình thường, nó chỉ là về cơ bản là công thức thôi. Nhưng mà nó ảnh hưởng lâu dài về cái bề mặt sơn, về những cái đầu ốc như này thì nó không đáng nha. Cho nên là đó, đây là test thực tế. Thì nếu như các bạn cảm thấy cái dung dịch này nó phù hợp với các bạn thì ok, liên hệ xem shop mua về tự rửa nha. Hẹn gặp các bạn ở một video sau. Bye bye.